Đồ có thành chiến xin kính chào tất cả mọi người và các bạn. Thì hôm nay là buổi chiều của ngày 12 tháng 7 âm lịch năm 2022. Thì ở clip tiếp theo, đồ có chiến tôi xin trân trọng giới thiệu đến toàn bộ quý khách hai chiếc án gian thờ chất liệu gỗ rổi chân 14, gỗ rổi ta nha mọi người. Thì đây là đơn đặt hàng của anh Khanh ở trong Sầm Sơn Thanh Hóa, đặt bên cơ sở của chiến tôi được một thời gian khá là dài rồi, và hôm nay chúng tôi đã hoàn thành xong phần mộc và quay video lên gửi cho anh cùng tất cả mọi người chiêm ngưỡng hai chiếc án gian thờ. Đây là hai chiếc án gian thờ này là anh mua cúng tiến vào trong dòng họ bên là ngoại nha anh nha mọi người. Thì hôm nay em sẽ review qua một lượt hai chiếc án gian thờ này có đặc điểm gì và dày dặn hình thức như thế nào, em xin giới thiệu trước cho mọi người. Thì trước mặt mọi người đây là một chiếc án gian chân 14 gỗ rổi ta, có kích thước chiều dài là 1m92, chiều rộng 1m08 và chiều cao 1m06, được làm theo kích thước số đỏ đỗ ban, và anh đã làm theo không gian dòng đó, không gian nhà thờ họ nhà anh, với hình thức là chân 14 nha mọi người, rất là đẹp luôn, nhẵn nhụi đẹp. Chân 14, vai dày 6 phân, yếm dạ 4 phân, cổ cánh là 1 phân rưỡi, khuôn tranh 4 và 1 phân rưỡi, cực kỳ chắc chắn và dày đặn, rất là đẹp luôn nha mọi người. Gỗ rồi ta cực kỳ là tốt và giá trị, nói chung là rất là đẹp luôn, với mẫu đục là rơi ngũ phúc và bên trên là cá chép cắn phúc lộc thọ, còn bên trên có mặt là em đục những con dòng hóa trầu quấn thư, nói chung là hoa văn họa viết thì bên cơ sở có những em làm thì không có điểm nào mà chê đâu, rất là đẹp luôn. Bốn chân như nhau nha mọi người, cực kỳ đẹp, nói chung là gỗ nàng hai và không có tì vết rồi, rất là đẹp luôn. Đây là phần mặt của nó nha mọi người, rất là chắc chắn luôn. Gỗ rồi ta thì nó có thương hiệu hàng trăm năm nay rồi, nói chung là tốt, chất liệu tốt. Còn phía bên trong này thì cũng vẫn là chân 14 nha mọi người. Thì với hình thức là anh để chiếc bàn thờ này ở bên ngoài và chiếc bàn thờ này ở bên trong. Thì kích thước chiếc bàn bên ngoài này có kích thước chiều dài là 1m92, chiều rộng 1m27 và chiều cao 98, rất là đẹp nha. Hình thức thì dày dặn là hai cái như nhau, cũng là chân 14, vai 6, yếm dạ 4, khung tranh 4, bám 1 phân rưỡi, rất là đẹp, rất là to và bẹ bẹ nha mọi người. Em mà quay đủ góc cạnh luôn gửi cho anh Khanh xem và toàn thể quý khách chiêm ngưỡng, rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp, to bẹ bẹ. Nói chung hai chiếc bàn thờ này mà để vào trong nhà thờ họ thì miễn bàn miễn chê, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Thì em xin báo giá công khai với tất cả quý khách. Thì hai chiếc bàn thờ này thì chiếc bên ngoài đây có chiều rộng là 192, chiều sâu 108 và chiều cao 1m06, thì với giá là 17 triệu, còn chiếc bên trong to hơn thì có giá là 20 triệu nha mọi người. Hai án gian này thì chuẩn bị đi vào phần hoàn thiện và mang lắp đặt cho anh Khanh ở trong Sầm Sơn Thanh Hóa. Thì quý khách hàng mà có nhu cầu mua sắm về đồ gỗ đồ thờ liên hệ cho em theo số điện thoại 0964262 26, và trực tiếp em tình để tư vấn thiết kế không gian thờ làm sao đẹp nhất cho không gian nhà thờ hay là phòng thờ. Thì trân trọng cảm ơn mọi người theo dõi video clip này.